Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên tay của mình đang là những cái chiếc máy ảnh Sony Alpha A5000 và A5001. Đây là những cái chiếc máy ảnh đã qua sử dụng, các bạn cũng có thể nhìn thấy ngoại hình ở đây. Mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng độ 95 đến 96%. Đối với Sony Alpha A5000 và Sony Alpha A5001 thì các bạn cũng có thể nhìn thấy cái ngoại hình của nó khá là giống nhau, đúng không ạ? Còn thông số kỹ thuật thì cái chiếc Sony Alpha A5000 nó sử dụng một cái cảm biến APS-C, hệ số crop là 1.5 và độ phân giải của cái cảm biến này là 20 megapixel. Đối với Sony Alpha A5001 thì cái cảm biến này cũng là cảm biến APS-C, hệ số crop là 1.5, nhưng mà cái cảm biến này là cảm biến 24 megapixel. 20 với 24 megapixel nó không chỉ khác biệt nhau về số chấm. Cái cảm biến 24 megapixel của Sony Alpha A5001 này là cảm biến mà được sử dụng trên những cái máy ảnh như Sony Alpha A6000. Do vậy cái chiếc Sony Alpha A5001 nó được thừa hưởng tất cả những cái chất lượng hình ảnh của Sony Alpha A6000 kèm theo cả cái tốc độ bắt nét của Sony Alpha A6000. Thành phần mới chơi chả biết cái gì, cứ nghĩ là A5000 với cả A5001 là giống nhau là sai các bạn nhé. Các bạn phải nên hiểu là nó chỉ giống nhau về cái ngoại hình thôi. Chứ còn về cái thông số kỹ thuật thì cái con A5001 này nó thiên hướng là tiệm cận với Sony Alpha A6000 hơn. Sử dụng những cái máy ảnh này để quay làm vlog ấy thì cái chiếc Sony Alpha A5001 này nó tiện hơn Sony Alpha A6000 ở cái khoản là cái màn hình lật này này. Và cái màn hình của A6000 ấy nó không có cảm ứng, còn A5001 thì nó lại cảm ứng. Sony Alpha A5000 thì cũng không có cảm ứng nhé. Do vậy các bạn cũng nên cân nhắc. Nói chung là hai cái chiếc máy ảnh này thì rất là phù hợp cho anh em nào mới chơi. Nếu anh em nào mà thiên về quay phim nhiều hơn ấy thì chúng ta có thể lựa chọn cái A5001 này. A5001 nó chỉ có một con thôi. Ống kính đi theo của cái máy ảnh này là một cái ống kính 16-50mm. Đây là một cái ống kính kit tiêu chuẩn của Sony thôi. Anh em sẽ gặp những cái ống kính này trên những cái máy ảnh như là A6003, A6000, A6004, A6006 vân vân. Do vậy mà anh em cũng có thể là yên tâm về cái chất lượng của nó. Những cái máy ảnh này thì bên mình đã gọi là giới thiệu cho anh em ở những cái video lần trước. Về cái phần cứng thì anh em có thể tham khảo rõ hơn ở trên mạng. Chúng ta có thể là Google search là Sony Alpha A5000 hoặc Sony Alpha A5001. Rất là nhiều những bài đánh giá hoặc là cụ thể trên trang web của Sony chính hãng Việt Nam nó cũng đều nói về những cái mô tả thông số kỹ thuật của chiếc máy ảnh này. Trong video này chủ yếu các bạn sẽ xem về phần ngoại hình. Về cơ bản thì những cái chiếc máy ảnh này mình đánh giá thì nó cũng rơi vào tầm 95-96%. Màn hình thì gọi là có một chút những cái xước sát nhỏ nhỏ, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn khá là ok. Các góc của nó cũng không có vết va đập hay cấn móp nào cả. Do vậy các bạn cũng có thể là yên tâm về cái chất lượng của nó. Về giá cả thì những cái chiếc Sony Alpha A5000 ấy nó rẻ hơn A5001 khá là nhiều. Cụ thể là cái chiếc A5000 nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 4 triệu thôi. Còn đối với cái chiếc Sony Alpha A5001 ấy thì nó có rơi vào tầm mức giá là tầm khoảng 6 triệu. Nó chênh nhau với mức giá là gần 2 triệu. Do vậy các bạn cũng có thể nên cân nhắc hay lựa chọn máy nào cho nó hợp lý và hợp với túi tiền của các bạn. Về cái thông số kỹ thuật thì mình cũng đã nói rồi, A5001 thì nó sử dụng cái cảm biến của A6000. Do vậy mà chất lượng hình ảnh của nó khá là tốt. Tốc độ bắt nét cũng khá là nhanh, nó tốc độ bắt nét nó giống như A6000 ấy. Còn đối với A5000 thì nó giống như những cái chiếc máy như Sony Alpha Nex 5T hoặc Nex 5R đời cũ hơn. Điều đó không có nghĩa là cái tốc độ bắt nét của bọn A5000 nó kém, mà nó chẳng qua là cái A5001 cũng như là A6000 nó bắt nét nhanh hơn bọn này thôi. Ngoài những cái đặc điểm kể trên thì những cái máy này thì các bạn cũng đều có nhìn thấy là đặc điểm của nó là khá là nhỏ gọn, cầm lọt thỏm trong lòng bàn tay, và nó có đầy đủ những cái kết nối không dây như Wi-Fi và NFC sẽ giúp cho các bạn có thể chụp xong chúng ta xem ảnh lên trên điện thoại khá là tiện và dễ dàng. Cái máy này thì bên mình sẽ bảo hành phần cứng 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu sản phẩm có lỗi thì về phần cứng của nhà sản xuất thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn. Còn chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dmac98.com. Mục máy ảnh cũ, hoặc chúng ta có thể kéo xuống cái phần mô tả, bên mình sẽ có đầy đủ những cái link đặt hàng cũng như là chúng ta có thể tham khảo cụ thể có mức giá bán. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những cái chiếc máy ảnh cũ khác. À quên mất, cái phụ kiện của nó sẽ bao gồm là máy, pin, sạc, thẻ nhớ là thẻ nhớ 16GB các bạn nhé. Và bên mình sẽ bảo hành 3 tháng về phần cứng. Đấy. Ok, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.